hai bạn ở ở quận nào, huyện nào, trung tâm nào, nhiều khi quen nhau rồi nữa không chừng nữa, không chừng bà con còn mệt nữa. À, 2 năm trước thì cũng có thích người. Ôi sao dễ thương vậy mà người ta không thích, người ta biết mình thích người ta không? Thích 1 năm thì bản thân của em thì cũng có dèm pha nó vô nó ra, nhưng mà người ta chỉ im thôi chị. Được đơn gái rồi. Được đơn gái rồi. Mẹ nói vậy rồi ha. Rồi, cảm ơn cô. Mời bạn nam. Chào các bạn. Dạ, chào tất cả mọi người. Mời bạn nữ. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Em giới thiệu về mình. Em tên là Minh Thảo, năm nay em 28 tuổi. Em đến từ Kiên Giang và hiện em đang làm lễ tân khách sạn ạ. Em làm lễ tân khách sạn ở đâu? Dạ, em làm ở Rạch Giá luôn chị. À, là từ Kiên Giang lên đây luôn hả? Dạ, đúng rồi ạ. Bạn trai giới thiệu về mình. Em là tên là Võ Văn Mến, năm nay 30 tuổi, cũng đến từ Rạch Giá, Kiên Giang. Hiện tại là công tác chuyên viên văn phòng của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch của tỉnh Kiên Giang. À, kỳ lạ nha. Có khi nào duyên rồi đó. Hai bạn ở Kiên Giang ở làm việc ở một tỉnh luôn và không gặp nhau ở tỉnh Kiên Giang mà gặp tại thành phố Hồ Chí Minh trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Có khi nào sáng nay hai bạn đi cùng xe lên đây không ta? quên, cái này phải hỏi cho kỹ. Hai bạn ở ở quận nào, huyện nào, trung tâm nào, nhiều khi quen nhau rồi nữa không chừng nữa. Không chừng bà con còn mệt nữa. Mình trao đổi với nhau thử coi. Đúng rồi, hai bạn hỏi đi coi ở đâu. Em ở đâu em? Dạ, em ở phường Vĩnh Thanh ạ. Anh thì gia đình thì ở dưới Gò Quao. Có quen ai Gò Quao không? Dạ không ạ. Có quen không? Không quen. Được, ổn. Anh ơi kìa. Là em nghe anh nói là anh họ Võ phải không ạ? Đúng rồi. Em cũng họ Võ. Ủa vậy hả? Dạ. Sao trùng. Bà má ông bà coi có quen không? Mà gia đình ông bà hồi trước giờ là ở tại Rạch Giá luôn hả em, hay là ở đâu? Dạ đúng rồi ạ. Chắc không có bà con đâu. Tại vì nội anh á là ở Sài Gòn. Gốc ông nội Sài Gòn. Vậy thì bây giờ đầu tiên mình hát bài Kiên Giang đi ha. Kiên Giang mình đẹp làm sao. 2, 3. Trời, hai người Kiên Giang không hát gì chưa trời. Kiên Giang em không thuộc lời. Anh Linh ơi. Anh Nguyễn Linh ơi, sẵn anh nói vậy thì hôm nay em xin gửi tặng mọi người một đoạn ngắn trong ca khúc mà viết về quê hương của em. Đúng rồi. Kiên Giang là đẹp lắm hả? Rồi. Chiều xuống đứng bên cầu nghe sóng biển, nắng thu vàng chiều rạng bên bờ. Kiên Giang mình đẹp làm sao. Bóng mây xanh đôi bóng nuôi, con chim nhạn hết điệu tình quê. Một biển trời như có mẹ cất tiếng ru. Trăng nhu lên bên cảng quê hương, trăng cũng đẹp, đất cũng đẹp, sao đâu đâu cũng đẹp. Dạ em xin hát hả? Bạn gái, bạn làm cái công việc lễ tân như vậy chắc chắn là bạn sẽ gặp rất nhiều đối tượng. Dạ đúng ạ. Tại sao mình phải tờ nhờ tới chương trình tuốt ở trên Sài Gòn? Dạ thì công việc của em là toàn thời gian đó chị, phải làm từ sáng cho tới tối. Dạ, do tính của em là sống hướng nội, ít khi hướng ngoại đó chị. Thì làm tan ca về thì chị ở nhà. Mà mình ngồi trong quá trình mình tiếp khách thì không có anh nào để ý hả? Dạ đúng rồi, rất là nhiều chị. Nhưng mà tính của em thì cũng hơi bị khó. Em không có thích với những người chọc ghẹo mình đó chị. Giờ mình có mối tình nào chưa? Em thích hai người, cả hai đều đơn phương chị. Thì cách đây 10 năm thì em có thích một người. 2 năm trước thì cũng có thích một người. Ôi sao dễ thương vậy mà người ta không thích, người ta biết mình thích người ta không? Thích 1 năm thì bản thân của em thì cũng có dèm pha nó vô nó ra, nhưng mà người ta chỉ im thôi chị, không động đậy rục rịch gì không hết, không có gì hết. Rồi bên đây mình chủ động bên luôn kia em. Được là anh Linh phải kêu bên đó chủ động giùm em bên đây chủ nha. Động luôn rồi, tấn công liền luôn. Rồi giờ em thích mẫu bạn trai với người bạn đời mình sao? Dạ em thích người cao hơn em một cái đầu, không có hút thuốc, có thể uống bia rượu nhưng mà phải có chừng mực thôi anh. Dạ biết quan tâm chia sẻ, sống có trách nhiệm với gia đình ạ. Dạ. Cao hơn cái đầu là sao? Dạ về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Để cho hỏi rõ công việc bà bạn bên kia, bạn nói rõ công việc của mình chút xíu rồi bạn. Dạ công việc của em á là chuyên viên văn phòng, chuyên về tham mưu cho lãnh đạo á về vấn đề là tổng hợp báo cáo hàng năm, báo cáo tháng. Mấy mối tình rồi?
Dạ trước giờ thì em được hai mối tình mà mối tình đầu tiên là 8 năm. Đó, quen dạ. Từ năm học cấp 2. Rồi mối tình thứ hai mấy năm? Dạ mối tình thứ hai 4 năm. Em muốn một cô gái như thế nào? Em thì thứ nhất là cái biết đối nhân xử thế, biết ông biết bà, biết trên biết dưới gì. Đó. Nữa không bạn? Rồi thứ hai nữa là phải hiểu nhau và thông cảm lẫn nhau. Đặt ví dụ như em có ghen không em? Tánh em có ghen không? Dạ em ghen nhưng mà ghen hiền anh ơi. Ghen hiền là ghen sao? Em ít có nói á. Dạ đúng rồi chị. Em không thích người phụ nữ gì? Không thích người phụ nữ hơi chảnh chọe. Chảnh chọe? Không có lễ phép. Yên tâm, cô kia lễ tân mà. Lễ tân ơi, mà gặp ai cũng cười hết. Ai cũng cười, ai cũng chào hết trơn á. Không quen cũng chào, ghét cũng chào. Hãy chào luôn, yên tâm. Mình không thích điểm gì á người đàn ông? Không thích hút thuốc hả chị? Rồi. Không gia trưởng à? Bạn trai bên kia có gia trưởng không ta? Dạ không. Dân miền Tây ít gia trưởng lắm em ơi. Dạ có một điều nữa cho bạn gái vui luôn là hồi nhỏ lớn không hút thuốc. Rồi vui rồi đó. Còn gì nữa không? Ngoại hình. Ngoại hình thì em thích người có khuôn mặt nhìn có duyên. Dạ nụ cười hiền. Gì vậy tự nhiên nụ cười hiền cái bên kia cười cái rần lên vậy? Thích người có tóc hay là người không có tóc? Có tóc. Tự nhiên mắc mớ gì rồi hỏi câu đó. Chào chị. Này hơi ít tóc. Cái này là người ta mua đen. Trời ơi mua đen người ta làm láng. Xuất tiến lên, thương mại mà lên. Tướng ngon không? Rồi đẹp trai. Sang trọng. Nè ngồi xuống góp ý chân thành nha. Nhậu ít lại nha. Nhậu rồi tập thể dục vô nha. Cũng tập gym thường lắm chị. Tập thường đó hả? Dạ thường mà tập tại vì cũng vậy đó hả? Đi tiếp khách hay đi công tác vậy đó. Cái mình bỏ tập cái nó bụng nó mau lên đó. Mình có tật xấu gì không? Em thì tật xấu em thì cũng hơi nóng tính. Em thì em không thích mà người phụ nữ mà tối ngày nha vậy đó. Nghe vậy đó cái mình nóng cái mình bỏ mình đi. Đi đâu? Thường thường em đi cắt tóc. Mỗi lần nhận nhau là buồn đi cắt tóc. Dạ, nóng cắt hoài tóc. Thì ra vậy đó. Cắt tóc rồi ví dụ như nặng mụn này bắt xa mặt rồi cho nó thư giãn vậy đó. Trời đất ơi. Dạ. Nó nghe là có khi nào hai mối tình kia người ta bỏ mình đi cái mình đổi giới tính không? Dạ không. Dễ gì. Tại vì hồi đó giờ sở thích em vậy á. Vậy luôn hả? Vậy. Mập mập chứ thích mặc mấy cái áo body vậy. Quần thì áo body thì phải cái bụng nó phải 6 múi, cái bụng có 1 múi à. Thì ở gán đi tập gym đó chị. Chê quá là gái chê quá. Dạ được không chị? Được. Quá được luôn. Để em coi đây. Chốt cái bụng hơi tròn chút. Ô trời gái chuyên gia. Được anh này được, đẹp trai. Chồng giận thì em làm cái gì? Chồng giận chắc em không có nói gì đâu. Không nói gì. Dạ, mấy lúc chắc mà anh bỏ đi cắt tóc nặng bụng mới sao mặt em làm gì? Massage cái vấn đề đó em hơi bị không thích đó. Không. Dạ. Massage bây giờ đâu phải massage là xấu đâu, massage mặt. Massage mặt không hả? Massage chân. Em nghĩ bạn nam ấy chắc cũng chăm sóc thân thể quá hả? Đúng rồi. Dạ. Chăm sóc thân thể chính mình, nhan sắc chính mình là làm đẹp cho gia đình, làm đẹp cho xã hội. Dạ. Ai mà chơi chồng em cũng buồn chứ buồn. Dạ. Cũng như em phải chăm sóc bản thân em. Dạ. Để khi ai khen em đẹp chồng em cũng tự hào. Dạ. Được không? Dạ. Thôi thấy ổn đó. Dạ. Ha. Đàn trai cũng ngon, đàn gái cũng ngon. Được à, cặp này hợp nè. Em có đi với người thân không? Dạ có hả? Đi với ai vậy? Dạ em đi với mẹ. Dạ chào cô. Dạ chào Cát Tường. Dạ. Chào Phát. Con gái cô thì nó hiền lắm, nó ít có nói lắm. Nếu mà hợp với nhau thì hai vợ chồng nói nhau nghe vậy đó. Chứ đừng có la, đừng có dùng vũ lực rồi. Con thì con ghét vũ phu lắm. Có gì nói thẳng thắn hai chồng nói nhau rằng mình xây dựng thôi chứ hồi nào giờ con không thích những đàn ông mà con không có vũ phu. Được đơn gái ơi. Được đơn gái ơi. Mẹ nói vậy rồi ha. Rồi cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Rồi bạn trai mình có đi với ai không? Dạ đi với một người anh làm chung cơ quan hồi trước. Dạ chào chị Cát Tường, chào anh Nguyên Linh. Chào bạn. Anh ngồi bên đây anh nhìn thấy bạn làm quen của Mến là thấy được đó Mến ơi. Nhưng mà anh thấy Mến đó giờ không có bạn gái hả? Có nhưng mà Mến thường hay giấu lắm chị. Đó rồi chết rồi, tiêu rồi. Rồi cảm ơn anh, được rồi anh. Để hồi em kéo màn lên phải khai thác chuyện đó nha. Hơi giấu nha. Rồi kéo màn lên đi. Kéo màn lên cho hai người gặp đi ha. Đừng ăn hiếp nhà gái tôi nha. Dạ chào anh ạ. Anh có món quà này gửi đến em. Em hỏi cái vụ hồi nãy cái anh kia anh nói là những cái có cái anh hồi nãy anh nói vậy á thì anh có thể anh giải thích cho em nghe nói chung không thì anh á thì cũng nhiều người phụ nữ thích lắm. Dạ tánh anh ngộ lắm, nếu mà anh không thích là anh chủ động anh lạc thì anh không có, nói chung không có quan hệ. Dạ thành ra là không có gì dướng bận vậy.
Rồi mình cảm nhận vì lần đầu tiên gặp nhau thế nào? Em thấy anh sao? Dạ anh là, em thấy anh giống như là cái hình mẫu của em vậy đó em. Vậy hả? Dạ. Ủa thích mập vậy đó hả? Dạ không phải mập nhưng mà em thích người mặt tròn, hớt tóc cao, nhìn hiền. Thì dạ. Em thấy anh hiền. Hy vọng là những cái cảm nhận của em bây giờ á, về lâu dài sau này thì nó cũng giống như là em cảm nhận. Mốt lấy nhau vậy ai giữ tiền? Cho vợ anh giữ. Anh nói đó nha. Tại vì anh giữ tiền cũng được. Dễ thương không? Vợ anh giữ. Anh nói đó nghe. Cô này thấy hiền hiền nhưng mà nói câu nào chắc câu đó đó nha. Thôi mỗi người nói một câu thật tình cảm. Thôi, một câu mình gì sẽ tiến hành bấm nút. Qua là lời nói chung thời gian không có nhiều thì bây giờ cũng mến. Thì có thể là dù như mình về dưới mình sẽ gặp nhau nhiều hơn. Rồi mình sẽ chia sẻ cuộc sống, nếu mà thích hợp thì mình sẽ đến nha. Được không em? Dạ em sẽ suy nghĩ. Rồi suy nghĩ đi, quyết định nha. Một anh lùng anh hùng không kịp chi vậy. Hai ba. Tài. Dạ tài ấm rồi. Nắm luôn chứ bắt cái gì. Nắm à. Nắm luôn. Xin phép mẹ cái đi, xin phép bác cái đi. Bác xin phép nắm tay. Anh nói rồi, anh nói xin phép. Tại hội họp. Thôi bây giờ hôm nay là ngày rất là quan trọng. Coi như chính thức hai bạn đồng ý hẹn hò với nhau. Mình sẵn có bác đây, mình hứa gì đi ha? Thì có bác ở đây thì con cũng xin hứa là nếu mà con thì đến chuyện tình cảm con nghiêm túc lắm. Nếu mà đến thì chân thành thì con sẽ không có phụ lòng người lớn. Này cũng bác. Không phụ lòng người lớn còn người nhỏ sao? Cũng không phụ lòng em luôn. Cảm ơn anh. Chúc các bạn sẽ có nhiều thời gian tìm hiểu nhau kỹ hơn nha. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Đây, quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh với các hệ thống của áo cưới Island nếu như các bạn tiến tới hôn nhân. Cảm ơn chị Cát Tường, cảm ơn anh Hoàng Linh, cảm ơn tất cả mọi người trong ekip của chương trình đã tạo điều kiện cho em tham gia chương trình. Em chúc chương trình ngày càng thành công hơn, đem nhiều niềm vui và hạnh phúc đến với tất cả mọi người ạ. Rồi, thay mặt chương trình cảm ơn em nhé. Hy vọng là sớm nhận được tin mừng từ hai bạn nhé. Dạ, chào cô. Nếu có cơ hội thì em xin em cho anh cơ hội để mà anh gắn kết hai đứa mình đến hết đoạn đường còn lại. Anh mong là em sẽ cho anh cơ hội tốt nhất. Dạ. Dạ xíu nữa là em sẽ trở lại. Dạ không, nhà cửa em Bình Dương này nọ đã đầy đủ hết. Mọi tiện nghi nọ trong nhà là đầy đủ hết, không thiếu một cái gì hết. Nên khỏi phải lo về vấn đề kinh tế. Rồi ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Mời em gái giới thiệu đi em. Dạ em chào chị Cát Tường, Trang Quyền Linh, bạn nam bên kia và toàn thể khán giả. Em tên là Thanh Phượng, em năm nay 22 tuổi, em đến từ Long An. Việc làm hiện tại của em là nhân viên kiểm nghiệm thực phẩm tại công ty bánh kẹo Atango ở quận Bình Tân. Rồi mời bạn trai. Dạ và lời đầu tiên cho phép em xin được gửi lời chào đến anh Quyền Linh. Rồi chào chị em. Chị Tường, bạn gái xinh đẹp bên kia và toàn thể quý vị khán giả trong phim trường ngày hôm nay với một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Rồi ngồi xuống đi em. Dạ em tên là Nguyễn Công Dự, năm nay em 26 tuổi. Dự 26 tuổi. Dạ. Là quê em người miền Trung. Trung là đâu? Quảng Ngãi, thành phố Quảng Ngãi. Dạ. Dự làm nghề công việc gì? Dạ hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố mới Bình Dương. Em là nhân viên tài xế của công ty cổ phần vật liệu xây dựng Thế Giới Nhà. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ điểm mạnh của em thì tiếp thu và nắm bắt công việc rất tốt, nhanh nhẹn và hoạt bát trong ăn nói. Còn điểm yếu của em thì tánh tình hay quên. Hay suy nghĩ về vấn đề nào đó mà mình căng thẳng rồi rất là nản lòng. Mời bạn gái. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ ưu điểm của em là nhiệt tình, vui vẻ và hòa đồng với mọi người. Còn về nhược điểm là em hay quên và dễ xúc động. Thì em thường xem những cái clip video về gia đình tình cảm thì em thường khóc trước người ta. Mình coi người ta chưa khóc là mình khóc rồi đúng không? Dạ. Về tình trường thì sao? Dạ em chưa có mối tình nào hết. Chưa có mối tình nào hết. Dạ, thật sự thì trong thời gian đi học thì mình cũng có thích vài người. Nhưng mà dạng như là tính chất ngưỡng mộ, thấy người ta giỏi mà mình muốn như người ta vậy đó. Nhỏ tuổi hơn em không thích, em chỉ thích lớn tuổi hơn thôi.
không có mối tình nào hết, còn giữ mấy mối tình? Dạ em đã trải qua hai mối tình. Hai mối tình rồi. Dạ. Mối tình mới đây nhất là mối tình gì? Dạ mối tình mới đây nhất là khoảng 3 năm. Tại sao chia tay dữ? Dạ thì cũng quá tình đó, hồi đó thì em cũng còn nhỏ tuổi và cũng chưa suy nghĩ chín chắn, nên trong khi học xong bước ra đường làm việc bươn chải thì lo cho cuộc sống gia đình, mình lo ổn định gia đình rồi mình mới suy nghĩ tới mình. Khi mà làm tài xế thì dự làm gì? Dạ em đã từng làm nhân viên tại một labo răng của công ty công nghệ răng thời đại. Rồi làm gì nữa? Trong khi đó thì em cũng vừa đi làm mà vừa tối về thì em cũng hay hoạt động kèo kéo, hát rong ngoài đường phố. Hát kèo kéo dạ, hả? Cũng từng làm MC trong cái chương trình. Trời dễ thương quá. Dạ. Tối về đi hát kèo kéo, một dạ. mình bạn có ai dạ, không? Dạ một mình em, một cái loa, một chiếc xe và một chỗ kẹo. Dạ. Thôi bây giờ hát một bài cho nó vui lên nào. Dạ. Cho cuộc đời vui thì không em nào. Gửi bài hát này cũng là tấm chân tình. Thì em xin phép hát bài Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu. Rồi mời em. Bằng lòng đi em về với quê anh, một dòng sông xanh, một cù lao xanh, một vườn cây xanh hoa trái đưa hương, thuyền ai qua sông nụ cười mênh mông. Bằng lòng đi em anh đón qua cầu mùa mưa, cầu tre dấu khó đưa sâu. Bằng lòng theo anh xưa mãi tranh nghèo về quê, người dân chỉ có tâm lòng, có chia xuồng ba lá để yêu em. Rồi bạn gái cảm nhận về câu chuyện của bạn trai vừa kể như thế nào? Dạ, bạn chân thật và cố gắng tìm cho mình công việc để sống. Em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Dạ, em muốn người bạn trai đó phải cao hơn em một cái đầu. Tóc phải cắt cao ngắn gọn gàng, không dùng tóc. Da thì đừng có đen quá mà cũng đừng có trắng quá. Không rượu bia. Không rượu bia? Dạ. Em trai có dạ. rượu bia không em? Dạ thì lâu lâu cũng có xã giao, đám cưới đám tiệc với bạn bè một chút xíu. Và cỡ nhiều nhất thì cỡ 5 lon bia là xỉn. Rồi. Dạ. Dạ giống như xã giao thì vẫn được chị. Không hút thuốc. Dạ em không có chịu được mua thuốc lá đâu. Có hút thuốc không? Dạ không em không hút thuốc. Trời tốt quá. Dạ. Mình muốn tìm một nửa yêu thương như thế nào? Dạ một nửa của em là chỉ biết kính trên nhường dưới, biết lễ phép với gia đình là em thấy quý rồi, em thấy là hạnh phúc lắm rồi. Bao nhiêu đó thôi đúng không? Dạ chú cũng không mong gì hơn. Dạ. Để anh qua xem đàn gái thế nào nha. Dạ dạ. Ai, dạ chào cô gái dễ thương. Em cảm ơn. Anh thấy em cũng hiền đó. Nếu bây giờ bên đây gọi là muốn bước tới thì khoảng bao lâu? Dạ 3-4 năm. Dữ vậy hả? Tại vì em cũng muốn ổn định cái tài chính của mình. Chờ nổi không dữ? Dạ có thể sớm hơn cũng được. Sớm mà 3-4 năm thì cũng cố gắng chờ đợi nhưng mà tới đó mà hai người về yêu với nhau mà muốn thì chắc được. Về vấn đề về tài chính thì em đảm bảo em sẽ lo được trọn vẹn gia đình và lo được cho tất cả hai bên gia đình. Em sáng đi lái xe, chiều tối còn làm thêm nhiều việc, lái thêm nữa. Tức là một cái người hết sức là nỗ lực trong cuộc sống. Anh nghĩ là được đó, rút ngắn thời gian nha. Dạ. Rồi nếu như mà kết hôn thì mình sẽ sinh sống ở đâu ha? Giờ em định lập nghiệp ở đâu? Dạ em thì hiện tại lập nghiệp và nhà cửa em ở Bình Dương. Coi như là làm dâu đúng không? Dạ không làm dâu thì cũng được nhưng mà tại vì là chỉ có mẹ già thôi, nhà cửa thì mẹ cũng có tính cũng dễ dàng nên có thể làm dâu cũng được. À, người đó không chịu làm dâu thì em vẫn có thể theo người đó. Trời đâu mà dễ thương hiền lành quá vậy không biết nữa. Rồi thật sự là có cái điều gì mà em ngại ở người phụ nữ không? Em không thích ở người phụ nữ không? Dạ thì người phụ nữ thì ngăn nắp gọn gàng xíu, biết chăm lo cho gia đình một chút là em cảm thấy là ok rồi. Công việc của bạn ấy thì có cũng được không có cũng được, em sẽ đảm bảo em lo được. Nuôi nổi không mà dám nói chắc cú vậy? Dạ thì em trong sức lực của em sẽ lo tất cả. Trong sức lực em mà dạ. lo được hết. Dạ. Ok, chị thấy một người đàn ông có chí cầu tiến như vậy và sẵn sàng đó, yêu thương vợ con, làm hết để cho vợ được thoải mái nhẹ nhàng là chị thấy cũng là khó tìm đó em. Dạ. Ăn thua hôm hai bạn mình ha. Mình sẽ khảo sát ý kiến gia đình nha. Dự đi với ai? Dạ hôm nay em đi với mẹ và em gái của em. Dạ. À rồi chào cô, chào em gái. Chào cô. À, xin chào MC Cát Tường với Quyền Linh. Dạ. À, đến đây để thứ nhất là cổ vũ, thứ hai nữa là chọn một nàng dâu tương lai. Cô thấy nàng dâu tương lai vậy được chứ cô? Thì thấy là cháu bên đây thì cũng rất là dễ thương, hiền. Nếu mà thật sự mà được đến vừa dự thì hai đứa cũng rất là hiền, dự hiền lắm mà dự rất là thật thà. Dạ. Con thấy chị dâu tương lai sao con? Dạ con thấy chị cũng được.
cũng xứng với anh hai con. Theo tiêu chí của hai người là hợp với nhau ạ. Rồi. Rồi. Cảm ơn gia đình nha. Em đi với ai? Dạ, em đi với cha mẹ và hai chị họ. Xin chào MC Quyền Linh và Cát Tường. Dạ. Chào toàn thể quý khán giả trong khán phòng. Mình là Quỳnh Ngọc Trí, năm nay 47 tuổi. Mình nhận xét về bạn nam thì bạn nam thấy cũng cao ráo, gương mặt thì cũng có hậu, hiền, thì nói chung thì cũng được. Nếu mà bên đàn trai bước tới, bên đàn gái có chịu không? Cái đó thì mình thì đồng ý, nhưng mà quyết định là do con. Rồi, con chịu mình chịu ha. Ok. Rồi, cảm ơn gia đình. Rồi. Thôi, bây giờ mình mở rào cho hai bạn gặp mặt nha. Kéo rào. Anh xin tặng em hoa. Dạ, và cảm ơn. Anh cũng ăn nói thì cũng không có hay cho lắm, thì anh xin gửi cho em một vài câu hát để tỏ tình với em, và bài hát Làm Vợ Anh nhé. Mong em nhận cho. Dạ, cảm ơn. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Rồi, bắt đầu trò chuyện nha bạn. Em thấy anh thế nào? Em thấy anh thật thà. Hiện tại là em tên Phượng và em đang làm việc ở đâu? Dạ, em làm ở Bình Tân anh. Ồ, vậy cái thời gian mà mình tiếp xúc với nhau chắc là thì anh hơi xa. Thì công việc sắp xếp của anh á, thì anh có thể sắp xếp cho em là ví dụ như ngày Chủ Nhật. Thì em có thấy hạn chế quá không? Dạ không, theo em cũng bình thường. Tại vì trong tuần thì có thể là em tăng ca nên chỉ gặp chắc là chỉ có cuối tuần thôi anh. À, nếu mà có cơ hội thì sau này anh sẽ cố gắng vun đắp và che chở cho em. Rung lắm hả em? Dạ rung. Sao ngồi nhúc nhích liên tục vậy? Hít thở sâu vào. Thôi thì... bạn gái hát tặng bạn trai một bài cho bạn trai đỡ rung đi. Thấy bạn trai rung lắm rồi đó. Dạ, em có chuẩn bị bài hát mà có em chờ. Em sẽ hát một đoạn. Chắc là dở. Từ lần đầu tiên ta đi bên nhau, em đã biết tim mình đang rơi rồi. Từ lần đầu tiên môi hôn trao nhau, em đã biết không thể yêu thêm ai. Cách anh cười cong môi, cách anh lặng lẽ ngồi, người nhìn bóng tối lặng thầm thời gian trôi. Người đàn ông em yêu đôi khi có những phút giây yêu đôi không ngờ. Ngồi kia nếu có khao khăn qua về nhà anh nhé, có em chờ. Anh hỏi nè, khi mà hai đứa về nhau rồi có con ha, rồi tiền phòng trọ nè, tiền điện, tiền nước, tiền đủ thứ tiền hết nè, vậy thì em làm đi lái xe sao đủ, rồi làm gì nữa? Dạ không, nhà cửa em Bình Dương này nọ đã đầy đủ hết, mọi tiền nghi nọ trong nhà là đầy đủ hết, không thiếu một cái gì hết. Nên khỏi phải lo về vấn đề kinh tế, tại vì bây giờ làm ăn sinh sống là tạo lên một cái sự nghiệp vững mạnh thôi, chứ còn kinh tế mà lo nang chỗ ở là em sẵn sàng hết rồi. Con nghĩ mình phải mua chiếc xe nào đó để mình chạy riêng cho mình không? Dạ có. Đó, thí dụ như thế. Dạ. Không? Bây giờ bạn nam bước tới đi. Bạn nữ là chưa có một mối tình nào, chưa nắm tay bao giờ. Em hãy thử để cho bạn nữ kiểm tra lại cái cảm xúc của mình. Nắm tay bạn ấy và nói những cái gì thật lòng nhất. Rồi chúng ta quyết định có bấm nút hay không. Trên phải được phép nắm tay em nha. Dạ được. Nếu có cơ hội thì em xin em cho anh cơ hội để mà anh gắn kết hai đứa mình đến hết đoạn đường còn lại. Anh mong là em sẽ cho anh cơ hội tốt nhất. Dạ. Dạ, xíu nữa là em sẽ trở lại. Rồi. Một chàng trai rất là chân thành, vẫn có sự rụt rè. Một cô gái cũng khá là kính tiếng, khó có thể nhận biết được cô đang nghĩ gì. Hai bạn hãy suy nghĩ thật kỹ nha. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm và phải chịu trách nhiệm với quyết định đó. Hãy nhắm mắt lại và quyết định. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Nắm tay đi về. Hả? Cặp này
Tôi nghĩ rằng là họ có gương mặt phu thê lắm đấy, rất là hợp lý luôn đó. Cảm giác thế nào hả Dự? Dạ, cảm giác vui và hạnh vui phúc. Vui hả? Dạ. Em nói gì với gia đình của Phượng đi. Dạ, con xin chào hai bác và xin phép cho hai bác cho con được cơ hội để đến với Phượng và làm quen với Phượng. Mong hai bác cho con cơ hội. Đó, hai bác gật đầu rồi. Xin hai bác cho một nụ hôn đầu tiên nha. Dạ, xin phép hai bác cho con được phép hôn trên tán bạn một nụ hôn đầu tiên của bạn. Em nụ ấy không? À, dễ thương lắm. Chiếc vé xem phim để giúp các bạn hiểu nhau nhiều hơn, yêu nhau nhiều hơn ở cùng rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Em là một tiếp phụ nữ của gia đình, em có thể nấu ăn ngon. Khuyết điểm của em là em hay giận. Cái gì không vừa với em là em giận. giận cái gì cũng giận. Gái mà chị. Mối tình đơn phương thì có được tính không anh? Được luôn. À, đơn phương thì em cũng có chắc khoảng 5-7 mối. Chắc khoảng 5-7 mối. Trời ơi, cái gì mà đơn phương nhiều vậy? Nhà gái đã sẵn sàng rồi cho nên mời nhà trai bước ra trước. Trời ơi, mời nhà trai. Mời nhà trai, mời nhà trai. Rồi. Mời nhà gái. Rồi. Bây giờ em trai giới thiệu đi. Trước hết em xin gửi lời chào đến chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò và anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan ạ. Dạ vâng. Thì tên là Nguyễn Hữu Cường, em sinh năm 1987 ở Hà Nội. Tại em đang đào tạo để trở thành võ sĩ MMA, võ tổng hợp. À, rồi Cường sinh năm 87 đó, võ sư đó. Vâng, em có học 6 môn võ rồi. Sao tự nhiên nhấn mạnh chữ võ sư quá vậy? Để cảnh báo bên nhà gái vậy đó. Nè. Không, em học võ mà em không đánh phụ nữ rồi em. Mình cảnh báo thôi mà, đâu có đánh ai đâu. Bây giờ nghe nhà gái giới thiệu một cái là hết hồn liền nè. Giới thiệu đi em. Dạ, em chào chị Ngọc Lan, em chào anh Quyền Linh và em chào quý vị khán giả. Em chào bạn nam bên kia. Em tên là Kiều Anh, năm nay em 28 tuổi. Công việc hiện tại của em là nhân viên văn phòng. Văn phòng mà làm công việc gì cụ thể là làm gì vậy? Dạ, em làm bên kiểm toán ạ. À. Kiểm toán là con số đến nhức đầu lắm đó. Rồi. Dạ. Ưu điểm, khuyết điểm nhà gái là gì nè? Dạ, ưu điểm của em là một tiếp phụ nữ của gia đình. Em có thể nấu ăn ngon. Có thể nấu ăn ngon là sao? Hên xui đó. Không, em nấu ăn ngon, em nấu ăn được anh. Rồi còn khuyết điểm của mình là gì? Dạ, khuyết điểm của em là em hay giận. Ủa, hay giận là sao? Nó có thể cụ thể hơn được không? Cái gì không vừa với em là em giận. giận cái gì cũng giận. Gái mà chị. Bên mình hãy nói cho nhà gái biết coi, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Vâng thưa anh, điểm mạnh của em là em biết võ thuật. Em học 6 môn. 6 môn? Võ gì kể con nghe nào. Em học Taekwondo, xong chuyển sang Thiếu Lâm. Xong chuyển sang Vịnh Xuân. Xong Tán Thủ. Rồi. Thất Sơn Thần Quyền. Và bây giờ em học thêm võ tổng hợp MMA. Dữ gì đó hả? Và em học cả boxing và Muay Thái nữa. Coi như cả đời học võ đó. Chút mở rào em làm một vài thế coi chơi cái nha. Không, đó, bây giờ làm liền. Ra mắt nhà nữ, không. Bây giờ làm liền. Để hồi ra mắt hả? Cô gái kia cho nó ta thấy luôn, hiểu không? Chào em. Thôi vậy thôi đi về. Chứ tính đi qua kêu trổ tài cho coi trước. Hồi để ta làm bài bản cho nhà gái thấy luôn, hiểu không? Ok. Em có tật xấu gì không Cường? Dạ, tật xấu của em là mải chơi. Mải chơi hả? Chơi gì mà mãi chơi vậy? Em mà chơi game. Võ sư này chắc là chơi võ lâm truyền kỳ dữ lắm nè. Em thích chơi game, game gì? Game đánh nhau. Game đánh nhau. Kêu võ lâm truyền kỳ cũng chịu. Học võ đánh ngoài cũng được, đánh trong game. Vâng đúng ạ. Đúng không? Nó hai cái đều giống nhau. À. Vâng. Có mấy mối tình rồi? Mối tình đơn phương thì có được tính không anh? Được luôn. À, đơn phương thì em cũng có chắc khoảng 5-7 mối. Chắc khoảng 5-7 mối. Trời ơi, cái gì mà đơn phương nhiều vậy? Mà sao em nhát, em không nói hay sao em yêu? Không, nói. Em thể hiện em tỏ tình hết nhưng mà người ta không chịu. Không chịu. Rồi xui vậy trời. Chị người ta bảo là có người yêu rồi thì em không muốn phá hoại tình cảm của người khác ấy. À trời, xui quá.
Rồi ngoài 5-6 cái mối tình đơn phương đó là có cái mối tình chính thức nào không? Chính thức em có hai mối tình, nhưng mỗi mối tình được có 1-2 tháng. Trời ơi, chính thức mà tới 1-2 tháng lần đó. Chỉ mới quen biết vậy thôi hả? Có nói là yêu thương gì chưa? Dạ không nói mà tiến đến luôn ấy. Có hả? Đến A đến Z rồi. A đến Z rồi. Một hai tháng rồi anh. Trời ơi, một hai tháng rồi. Thấy chưa, mới 1-2 tháng từ A đến Z luôn á. Đừng có giỡn. Tự nhiên cái tim nó đập. Thấy chưa, mà mối coi gì chứ, ta có tài lắm. Chơi đoàn tấn công không, đúng không? Đâu, toàn người ta tấn công em thì được. Em tấn công thì toàn là thua. Sao chia tay? Chung là cũng không hợp chứ. Bạn gái đầu tiên thì bạn ấy cũng kiểm soát em nhiều quá nhỉ. Vì sao với cả cứ đòi chia tay nhiều thì tự ái đàn ông ấy, thì mình cũng chia tay luôn. Chia tay luôn. Ta đòi chia tay nhiều quá, ừ luôn. Quen có 1-2 tháng mà đòi chia tay mấy lần? Phải đến gần chục lần đấy. Trời đất ơi trời. Chào anh. Chào em gái. Xinh xắn đó. Xinh, rất là xinh. Mình có mấy mối tình à? Dạ, em có một mối tình ạ. Lâu không? Dạ, cách đây 2 năm. Nhưng mà vì công việc em bận quá nên là cũng không có nhiều thời gian để đầu nhưng tư. Nhưng yêu nhau mấy năm á? Yêu nhau cũng có 1 năm thôi. Giờ còn bận không? Dạ, giờ đỡ rồi. Giờ đỡ bận rồi. Em muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào? Dạ, người yêu lý tưởng của em thì bạn đó phải nam tính. Bên đây nam chắc rồi đó. Chắc nam rồi đó. Ta từ A tới luôn. Dạ. Mà sống là phải có trách nhiệm. Trách nhiệm. Dạ, phải bản lĩnh. Phải là một người cho em có đủ khả năng dựa dẫm khi em cần. Yên tâm, không nào dám quýnh em đâu. Sáu môn này. Không ai dám đụng tới em. Tám môn này, bữa em mới học thêm 3 môn. Bữa em mới học thêm 3 môn. Thấy chưa? Thấy chưa, đừng có lo, đừng ai đụng tới em hết. Hồi mở mà mở rào múa cho em coi nè. Chị em không thích đàn ông cái gì? Không thích đàn ông nóng tính. Cái này thì không chắc này, bên này kia có nóng. Nhưng mà nhào nóng xong nhào chơi game, quýnh trong game thôi, không quýnh ngoài đời. Vâng vâng đúng rồi. Đúng không? Vâng vâng đúng rồi. Thấy chưa? Biết mà. Còn gì nữa không? Không thích gì nữa? Dạ không thích đàn ông nói nhiều. Mày... em ít nói. Càng hay em không nói câu. Như là đây thanh minh hết rồi đó, được chưa? Dạ. Ok. Còn em? Dạ, em thích sao? Em thích mẫu người phụ nữ giống bạn gái bên kia. Thích mẫu người phụ nữ giống bạn gái bên kia. Trời ơi, trời ơi. Được đó. Được đó. Biết người ta bên đây sao chưa mà đòi giống. Nhưng mà tôi nghe tôi cũng thấy được á. Nếu mà tôi nghe bây giờ tôi cũng thích người như vậy luôn á. Thích người cao hay thấp? Cao thấp thì anh cũng không quan trọng. Vâng. Mập hay ốm? Không ốm quá. Được, bên kia mấp mép mà mềm được đúng không? Thương. Được. Đúng mẫu. Bên đây có da có thịt lắm. Bên đó không bằng bên đây đâu. Bên đó không bằng bên đây đâu. Dẹp đi nha. Bây giờ ngoài cái tài đánh võ em còn ca hát nhảy múa gì được không? Em có hát được Lam Trường ạ. Rồi hát cho bên kia vâng. Nghe nè. Vâng, em xin phép gửi đến các vị quý khán giả và anh Quý Linh và mình hát thôi, mình dò quá một hồi nó rách cái quần đó. Nãy giờ tôi thấy dò dữ lắm. Em xin biểu diễn bài hát Anh Luôn Chờ Mong của Lam Trường. Trong đêm thu khuya vắng mưa từng cơn. Trong đêm thu khuya vắng mưa từng cơn. Anh lang thang trên phố quen ngày xưa. Xa em anh mới biết bao ngày qua. Ngày tháng trôi đi, lòng vẫn thiết tha hoài mong. Wow wow, wow wow, wow wow. Anh Lam Trường phải có cái đó. Hồi hôn chưa phai dấu, đêm quanh hiu. Miên man bao nỗi nhớ, đêm dài thêm. Em yêu ơi có biết, anh chờ em. Từ phút giây mong chờ, mình có em. Biết em vẫn còn yêu anh, hay em đã vội quên. Biết em hay còn yêu anh không người yêu sao ơi. Thương bao mãi luôn được bên em. Cho em tình yêu người yêu ơi. Anh luôn mong chờ.
biết em vẫn còn yêu anh, hay em đã vội quên, biết em hay còn yêu anh không người yêu sau ơi. Yêu mơ mãi luôn được bên em, chào em tình yêu người yêu ơi. Anh luôn. Được rồi. Em thôi. Này là coi như em ruột Lam Cường á. Hát rất giống Lam Cường. Vâng. Mọi người gọi em Lam Cường. Để nói vui rồi. Một người đàn ông rất là thú vị nha em gái. Rồi. Bây giờ nè, người thân của em đi là nay là ai? Sau đây người thân em là em trai họ em là Tuấn Anh. À, em họ đó. Xin chào quý vị khán giả, chào anh Quỳnh Linh, chị Ngọc Lan. Em tên là Tuấn Anh, em là em họ của anh Cường. Thì em thấy bạn nữ bên này rất là ok. Bạn rất là dễ thương, bạn rất là hiền dịu. Và con người em cảm thấy là một người rất là có trách nhiệm và một người mà phù hợp mà cho cuộc sống gia đình ạ. Dạ, em xin hết ạ. Đi với ai? Dạ, em đi với chị dâu của em ạ. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh, em chào chị Ngọc Lan. Dạ, chào các anh chị khán giả trong trường quay. Cá nhân em thấy thì bạn nam bên này rất là vui tính, cũng chất phác, hiền lành. Em hôm nay đi là chủ yếu ủng hộ với cổ vũ cho em Oanh. Em Oanh thì là một em chồng rất là ngoan, hiền, giỏi nữa, lại độc lập nữa, nấu ăn cũng ngon, làm việc trong công việc thì cũng rất tốt. Thì do, chắc là do bận quá cho nên đến giờ vẫn chưa kiếm được ai ưng ý. Thì hôm nay lên đây thì em cũng mong là em Anh sẽ kiếm được bạn trai để đi về. Anh thấy anh này được không? Dạ em thấy anh này hiền. Nhưng mà chủ yếu là do quyết định thì cũng do em Anh quyết định. À nhưng mà được đúng không? Dạ được. Vui không? Dạ vui. Bây giờ nè, mình mở rào. Bạn thể hiện. Sao không em tặng hoa trước? Được. Mình đi đường quyền liền. Đường quyền trước. À, không, không sợ bạn sợ. Không có sợ, bạn ngồi coi em. À. Mình vô cái làm một loạt liền. Tất cả những thế nào đó. Em thích Lý Long. Đúng rồi. Lý Long. Em muốn làm gì làm. Tạo dấu ấn đầu tiên cái đó. Vâng, rồi sau đó tặng hoa sau. Chuẩn bị sẵn sàng. Mở rào. Lùi quân. Nào, quên lên này. Gấp quá. Thì nào quay lại là chơi liền nha. Hey, hey. Tưởng đâu mày có đá luôn. Em ơi. Mà không. Không hả? Ừ, không thì được. Thôi đi chương trình anh ơi. Dạ, em cảm ơn em. Không, anh cảm nhận coi. Ấn tượng không? Dạ. Dạ. Ấn tượng không? Ấn tượng không? Dạ, có. Trời ơi, người ông này có thể bảo vệ em mọi lúc mọi nơi luôn. Tìm người này không khó đâu. Không phải dễ. Rồi, được rồi. Rồi đi em. Hay lắm, anh thích em rồi đó. Không? Vâng, cảm ơn anh. Thích em rồi đó. Đó, người đàn ông phải bản lĩnh như thế đó. Hình như hồi hộp dữ lắm phải không? Vâng, em... Nhưng mà mệt không? Mệt không? Hỏi thiệt có mệt không? Không, không, em bình thường. Không, vậy là khỏe lắm á. Thôi, mình trả không gian cho hai bạn. Chào em, anh Cường. Rất vui hôm nay được gặp em và qua chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì mình có duyên gặp nhau thì... Nói để đừng có già trà cái quần nữa thì... Em không biết nói gì. Bối rối. Vậy em tên là gì nhỉ anh? Dạ, em tên là Oanh. À, em tên Oanh à? Thế là em... nhà em ở đâu? Dạ, quê em là ở Khánh Hòa, còn em đang sống ở thành quận 7. À, anh ở quận 7 ấy. Dạ. Mình cũng gần nhau nhỉ. Dạ. Khi nào có dịp thì mời em đi cà phê. Thì dịp này chứ dịp nào? Em thường khi thời gian rảnh thì em hay làm gì? Khi rảnh thì em hay đi chơi với bạn. À, thế à? Dạ.
Thế ngoài đi chơi với bạn thì em có cái sở thích gì không? Em thích nấu ăn. Mỗi nấu ăn thôi. Em cũng ít sở thích nhỉ, đúng không? Từ từ tìm hiểu sau anh. Thế cho anh hỏi em về cái quan điểm hôn nhân và tình yêu của em như thế nào? Quan điểm của em thì phải tôn trọng nhau và tin tưởng nhau. Quan điểm về hôn nhân và tình yêu của anh là anh thì anh hay thích xem phim trưởng, rồi chuyện trưởng. Thì thường là hai nhân vật chính thì người ta yêu thì người ta sống chết vì nhau ấy. Đấy. Hay là vậy đó hả? Là tức là thích một cái tình yêu giống phim trưởng vậy hả? Đúng rồi chị ạ. Một tình yêu chung thủy sống chết cùng nhau. Em có ý định khi nào mình sẽ kết hôn không? Dạ, thì khi nào anh cầu hôn thì kết hôn. Thì khi nào anh cầu hôn thì kết hôn. Dạ. Hay nha. Rớt tim, rụng tim. Bây giờ nè, em bước tới nắm tay cô ấy. Em nói những cái cảm xúc của mình về cô ấy nãy giờ. Em ấy là người thế nào, em nói cho cô ấy biết. Cho anh xin nắm tay. Không phải bắt tay. Nắm hai tay vậy nè. Đúng là gì đó. Ừ đó, như vậy đó rồi nắm. Thì anh cảm thấy là em rất xinh và cũng hiền lành. Có cảm giác được đây là một nửa mà mình đang tìm kiếm không? Mình để thời gian trả lời. Ừ. Rồi, thôi trở về ghế ngồi đi. Được rồi đó. The Great Wave Toshiba. Hãy cho nhau cơ hội. Nếu chúng ta cảm giác đây là một nửa mảnh ghép, có thể là mảnh ghép của mình. Còn nếu không, chúng ta không cần bấm, để nút bấm đó cho người khác. Hãy quyết định chính xác sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Thôi bây giờ hai đứa nắm tay nhau đi. Bắt đầu bây giờ chúng ta chính thức hẹn hò với nhau rồi đó. Oanh. Dạ. Gia đình có hối gì chưa? Dạ, ở cái này là gia đình em đăng ký cho em. Ủa vậy hả? Dạ. Vậy là gia đình hối lắm rồi đúng không? Dạ. Bây giờ nè, mẹ Oanh, gia đình Oanh đang xem chương trình đó. Cường nói vài câu đi. Dạ vâng, cháu chào các bác bố mẹ của em Oanh. Cháu xin phép các bác và ông bà cho cháu được hẹn hò với em Oanh. Và nếu chúng cháu có duyên và đến được với nhau thì cháu sẽ cố gắng hết sức để chăm lo cho em Oanh đến hết cuộc đời. Đây là những món quà mà chương trình gửi tặng cho hai em nha. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity. Một bộ sản phẩm trọn gói nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén Amity. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Sản phẩm cốt hủ tiếu của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một máy xay sinh tố BL70BR1NV với công suất cực mạnh 700W, dao 6 cánh, 3 lớp bằng thép không gỉ SUS301, có chức năng xay đá và làm sinh tố tự động, cối xay bằng nhựa an toàn không chứa BPA, dễ dàng tháo rời cối, dao để vệ sinh. Hãy nắm tay nhau trò chuyện tiếp tục để tìm hiểu nhau. Và bây giờ thì chúng ta hãy đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời quý vị. Trong trường em có lưu truyền câu thơ là trai bách khoa như chim anh vũ, gái bách khoa như củ sắn lùi á. Với lại em hơi kém toán nên là anh có giỏi toán không anh? Anh kèm toán cho em ra trường. Vậy là đi tìm thầy giáo đi. Vậy là đi tìm thầy giáo đi. Dạ. Ba môn toán lý hóa thì toán là môn tốt nhất của em. Em thì chỉ cần một người phụ nữ biết suy nghĩ thôi. Nói chung là biết lo cho chồng, xinh xắn một chút. Có nghĩa là hợp hay không hợp thì khi mà đã đến với nhau thì cái đó thì mình sẽ hòa. Dung hòa. Đúng rồi, dung hòa đúng rồi. Mời nhà gái ra trước. Mời nhà trai. Mời đi em. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Dạ xin chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan.
Em tên là Trần Thị Mỹ Tiên, em là sinh viên học khoa cơ khí, năm nay là sinh viên năm tư. Wow, cơ khí, em học bách khoa. Dạ. Hiện tại thì đang sống ở đâu? Dạ, em đang sống ở thành phố Thủ Đức. Quê mình ở đâu? Mẹ em thì ở Quảng Ngãi, còn ba em thì ở Đồng Nai. Rồi, Mỹ Tiên còn rất là trẻ, sinh viên đại học bách khoa, sinh năm 2000. Mời nhà trai. Trước tiên xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan và tất cả các khán giả đang theo dõi chương trình này. Em tên là Thái Sắc, em sinh năm 94. Trước em cũng là sinh viên bách khoa nhưng mà bách khoa Hà Nội. À, bách khoa Hà Nội hả? Dạ vâng ạ. Tên là gì? Thái Sắc ạ. Thái Sắc hả? Dạ. Đúng là sắc thái, vừa thái vừa sắc. Học bách khoa là sắc học cái gì? À, em học ngành điện. Ngành điện? Điện, dạ. Rồi, ưu điểm, khuyết điểm của nhà gái thế nào nè? Dạ thì mới gặp thì em hơi ngại, thành ra là hơi ít nói. Nhưng mà khi mà gặp lâu rồi thì em nói hơi nhiều. Em còn nói nhảm nữa. Tức là rà trúng đài em là bắt đầu là em bung luôn. Dạ em bung luôn, em kệ người ta luôn. Nhiều bữa em đi chơi với bạn em về xong em kiểu chết rồi, mình nói nhiều quá, không cho nó nói một câu nào hết trơn. Trời ơi. Ủa là em nói nhiều tới mức đó luôn á hả? Dạ, hồi đó lúc em còn nhỏ á chị. Cái mẹ em bị đau đầu, cái mẹ em kêu là Tiên ơi tôi xin lỗi mình chứ, mình đừng nói một giây cho tôi đỡ đau đầu được không? Em vẫn nói. Dạ em nghĩ sao mày? Bởi vậy nên là khi mà em giận cái gì á là em hay lôi ra em nó qua nó lại. Trời ơi, mình không có giận đâu, nhưng mà vậy á, ai hiểu hiểu. Ờ, vẫn chưa hiểu lắm. Dạ chị. Rồi bây giờ khuyết điểm là cái gì? Dạ đó là khuyết điểm của em á chị. Dạ, ưu điểm là khuyết điểm luôn. Dạ em nói nhiều lắm. Em còn bị đơ cơ mặt nữa chị. Ý đơ là... hả? Dạ là mặt em nó cái gì nè. Đơ chứ gây cơ hả? Người nhà em nói là chị mà để cái mặt này hả, người ta tưởng nó chị chê người ta. À. Em cười á chị. Thế là cười là chỉ cười tới đó thôi hả? Dạ em cười tới đó. Để hồi tôi qua tôi coi coi đơ, mặt đơ thế nào. Thái Sắc nè, ưu điểm khuyết điểm là gì? Về ưu điểm là em là cũng là kiểu làm về lĩnh vực kinh doanh, có nghĩa làm sale, cũng có một chút về cái năng khiếu để giao tiếp. Khuyết điểm của em thì là người hay suy nghĩ, và thứ hai nữa là cũng hơi một chút gì đó nóng tính. Nóng tính hả? Vâng, nóng tính không phải theo kiểu vũ phu đâu, chỉ là nhiều lúc công việc stress hay gì là mình kiểu như phát nóng tiết. Lắm là làm gì? Cũng chỉ là hét thôi chứ không có làm gì cả. Hét lớn không? Ờ cũng bình thường. Bây giờ hét thử đi. Anh ơi đừng có hét, từ 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 đem chuẩn bị tinh thần, em bị giật mình. Bây giờ mình giả bộ mình nóng giận cái gì đó, cái mình hét lên thử coi nó mức độ nó tới cỡ nào. Đằng bên đây người ta còn chuẩn bị tinh thần. Đâu em không hét to đâu, em chỉ là ấy thôi. Nhiều lúc là kiểu như là đập bàn đập ghế thôi. Có nghĩa là mình trong tầm kiểm soát. Không có gây sát thương cho người khác đúng không? Dạ. Chứ nóng mà sát gây sát thương người khác cũng mệt lắm á. Không có đâu, không có. An tâm rồi. An tâm chưa? Nãy nghe nóng cái hết hồn phải đi qua coi liền luôn vậy đó. Dạ. Mà nghĩa là thấy ngoại hình được. Hỏi có đường tình duyên thế nào nói với Ngọc Lan nghe nào. Yên tâm quá. Giờ đường tình duyên ngày xưa của mình như thế nào, nói cho chị nghe coi. À, em thì có hai mối tình. À, một mối tình là từ thời cấp 3 và một mối tình là từ năm 2 đại học. À, mối tình học sinh thì cũng theo kiểu như là thích thôi, chứ phải là yêu. Còn đến mối tình sâu đậm thì năm 2. Thì do chia tay là có nghĩa là còn trẻ, thành ra là nhiều cái là mình cũng chưa từng chưa trải. Chưa chín chắn hả? Dạ vâng, chưa chín chắn, thành ra là chia tay. Rồi bây giờ chín chắn chưa? Chín chắn hơn một chút ạ. Bây giờ mình làm việc vậy có đủ kinh tế để có thể lấy vợ chưa? Hiện tại thì em nghĩ là đủ. Đủ? Đã đủ. Mà khoảng bao lâu thì mình nghĩ đến cái điều đó? Em nghĩ để lấy vợ thì em nghĩ khoảng tầm 1 đến 2 năm nữa khi mà kinh tế mình vững. Thì lúc đó mình 1-2 năm sẽ... Có định hướng rõ ràng luôn. Rồi. Hả? Okay. Bây giờ tới nhà gái nè, mình nói về cái đường tình duyên của mình nó như thế nào đi. Hồi nhỏ thì mẹ em cũng thích ăn diện cho em lắm á chị. Thành ra là mọi người cũng hay kêu em là con dâu, cháu dâu này nọ. Hồi năm lớp 8 thì em cũng được mẹ cắt mấy cái tóc mà nó hơi kỳ kỳ, mấy cái tóc đầu nấm này nọ. Nên là có một bạn nam đầu gấu trong trường thích em mà chặn đường em chị. Chặn đường đi học của em. Em sợ của em tán cặp vô mặt người ta luôn. Lớp 8 thôi đó hả? Dạ, người ta chặn đường em đó chị. Chặn làm cái gì? Nó chỉ chặn thôi nên nó kêu là bạn gái đi rồi nó cho đi học. Mới chặn thôi. Em sợ quá em tán cặp trên xong em đi học. Là đó là em tính một mối tình của em đó hả? Người ta có tỏ tình với em rồi chị. Đó là một mối tình chứ. Tại mình tán nó thôi. Không có tán thì chắc cũng tới rồi. Cái mối tình nào lịch sử hơn tình đó nữa không? Thì năm lớp 10 thì em có quen một bạn nam cũng được một tháng. Con gái mà thích đeo đồ cặp đó chị. Em đòi bạn mua đồ cặp cho em đeo. Xong em đeo được đâu tuần 2 tuần cái em làm mất. Cũng em không. Em làm mất. Xong cái tụi em cũng không chơi với nhau nữa. Trời ơi. Trời ơi mối tình học sinh đó. Tại không đền nữa đó. Nó lại mất phải đền.
Vậy là hai mối tình nó vậy đó hả? Dạ dạ. Vậy cũng chưa phải là mối tình gì lắm ha. Mặt đâu có đơ đâu. Mặt dễ thương. Mặt cảm xúc mà. Đơ dễ đó, mình tập nó dễ lắm. Tiên học bách khoa. Dạ. Học nghề cơ khí. Dạ. Ủa sao con gái mà học nghề cơ khí nha? Thì do cái đường tình của em nó trắc trở quá, nên em hay kiếm mấy cái môi trường mà có mấy bạn nam á, để em đi vào cho nó đỡ trắc trở. Hợp lý. Đỡ trắc trở. Hợp lý. Đó. Hồi đầu là em học cấp 2 là em có vô chuyên lý. Nhóm chuyên đó thì chỉ có một bạn nam duy nhất và ba bạn nữ. Sau đó cấp 3 cái em dốt lý luôn. Em cũng không định vô bách khoa đâu, mà bạn thân em kêu là bây giờ tao học ở trường đó, mày học trường kế bên đi cho nó trưa hai đứa mình đang cơm trưa. Cái em cũng vô, mà bách khoa nhiều nam mà đúng không anh? Đúng rồi. Đó anh chị thấy không? Cái em vô ai về đâu. Cái môn mà em vô, cái ngành mà em vô toàn nữ không. Cơ khí sao nữ nhiều ta? Cơ khí học yếu nữa luôn. Em học ngành dệt may á chị. Cơ khí nhưng mà... Cơ khí dệt may à? Dạ. Có 8 nam trên 93 nữ. Cơ khí có một câu thơ gì quen thuộc á, nhớ không? Không biết anh bên kia có biết không ta? Có không? Có. Câu gì đâu, đọc thử coi. Thơ thì chắc là em không biết rồi, nhưng mà em chỉ biết là con gái cơ khí thì hơi mạnh mẽ một chút. Em biết là như vậy. Thì em đoán vậy thôi, chứ không biết đúng trong không. Trong trường em có lưu truyền câu thơ là trai bách khoa như chim anh vũ, gái bách khoa như củ sắn lùi anh. Gái bách khoa như củ sắn lùi anh. Rồi con này có nghe rồi, có nghe. Hồi đó quyết định học bách khoa xong rồi cái thời gian mình học ở trong đó rồi, mình có bị nghe người ta nói là mình khô khan không? Mấy bạn nữ vui lắm chị, ý là chỉ hơi thiếu nam thôi chứ mấy bạn nữ vui lắm. Chính vì quá nhiều nữ cho nên cũng chưa có một móng nào hết. Dạ. Hai mối tình lãng nhách à. Trời ơi, mối tình học trò người ta dễ thương gì kêu lãng nhách. Chưa có, coi như chưa có yêu đó. Thật ra là nó chưa có gọi là tình yêu đâu. Bây giờ mình muốn có một cái người tình như thế nào? Em muốn anh đó phải cao to một chút để còn che chở cho em nữa. Ngó quên rồi, nãy tôi đi qua mà tôi quên. Ký ức tôi quên rồi, không biết có cao to không? Có, ngon lành, không phải thằng này đâu. Không phải thằng này đâu. Ngon lành. Ngon, còn gì nữa không? Gì nữa. Nếu mà anh biết nấu ăn thì tốt, em thích ăn lắm. Thời sinh viên thì em cũng ở phòng trọ ở ký túc xá. Thì bắt buộc phải biết rồi. Sinh viên thì nấu mì gói đồ thôi. Nhưng mà ai trải thải thời sinh viên thì cũng đều biết nấu hết. Vấn đề là nấu có ăn được hay không đúng thôi. Đúng rồi, chứ ai cũng biết nấu hết trơn á. Còn gì nữa không? Dạ, với lại em hơi kém toán. Nên là anh có giỏi toán không anh? Anh kèm toán cho em ra trường. Vậy là đi tìm thầy giáo nữa. Vậy là đi tìm thầy giáo nữa. Dạ. Nghiệt ngã ghê vậy đó. Thầy toán không? Ba môn toán lý hóa thì toán là môn tốt nhất của em. Dân bách khoa là phải giỏi toán. Bên đây là cơ khí dệt may nên nó hơi yếu yếu về toán. Nhưng mà vô bách khoa là phải toán lý hóa giỏi. Còn gì nữa không Tiên? Đúng thầy rồi đó em ơi. Anh có ăn được đồ ngọt không anh? Thực ra đồ ngọt thì có ăn được nhưng mà... Em thích ăn đồ ngọt lắm. Okay. Con gái mà thích ăn chè nè. Ăn chè, ăn bánh. Dạ, uống trà sữa. Ý là hỏi về cái sở thích ăn uống để coi có hợp nhau để... Vậy nó mua luôn hũ đường để nhà ăn đường đi. Thực ra thì nếu mà ăn bánh kẹo thì ok. Còn trong thức ăn thì em thì người ngoài Bắc á. Thì cái đồ ngọt thì cũng hơi kỵ một chút. Nhưng mà nếu mà người mình yêu thích thì cái đó thì không sao. Vì rồi. Yêu là làm được hết. Dạ. Còn Cường... Tôi thấy cái kia rồi. Đúng rồi. Anh ăn được mắm tôm không anh? Người ta người Bắc là người ta phải ăn được mắm tôm rồi bún đậu mắm tôm. Đúng rồi, bún đậu mắm tôm đặc sản luôn. Bánh ngọt ăn với mắm tôm ngon lắm á. Thôi, còn yêu cầu của em trai sao nói chị Lan nghe đi. Dạ em thì chỉ cần một người phụ nữ biết suy nghĩ thôi. Gọi chung là biết lo cho chồng, xinh xắn một chút. Xinh là có xinh đó. Dạ, chỉ cần thôi. Còn tính cách theo em nghĩ là có nghĩa là hợp hay không hợp thì khi mà đã đến với nhau thì cái đó thì mình sẽ hòa. Dung hòa. Đúng rồi, dung hòa với nhau. Dạ. Để hỏi coi bên đây có biết suy nghĩ không nha. Trời ơi, ngại quá. Biết suy nghĩ về tương lai không? Ví dụ như hai đứa sau khi mà quen nhau rồi có biết suy nghĩ về cái chuyện nhường nhịn nhau để mà xây dựng không? Em bình thường thì em hay chơi với các bạn nữ rồi em còn là chị cả nữa nên là em phải nhường nhịn rất là nhiều rồi nên là bây giờ em không có yêu cầu quá đáng nhưng mà em cũng mong anh có thể cho em biết cảm giác được nhường nhịn. Biết sao chị phải hỏi kỹ không? Tại vì dân bách khoa, con gái bách khoa cá tính lắm, cá tính mạnh mẽ cho nên nó có những cái mà các bạn không có được mềm mỏng trong cái chuyện tình cảm á, nên là rất là dễ làm cho các bạn trai hơi bị dội đó, cho nên là chị phải hỏi kỹ về cái vấn đề này. Nhưng mà không, bên đây là không có khô khan gì đâu nha, bên đây là nó hài hước lắm, vui lắm á. Hài hước vui vẻ. Bạn gái lắm. Bên kia có nhiều cái cá tính vui lắm, lắm. Không có khô khan gì hết trơn, trời á. Thôi Tiên không thích điều gì đàn ông Tiên? Dạ em không thích mấy anh trai mà không tắm xong rồi xịt nước hoa che lên. Sao
sao thái sắc, mình có trong tình trạng đó không? Em thì gọi chung là cũng trau chuốt một chút về bản thân. Dạ. Cũng có tắm sạch sẽ mới xịt nước hoa chứ. Dạ, có, em cài đây có. Dạ. Bữa nào mà lỡ quên không có tắm thì cũng đừng xịt nước hoa nha. Rồi còn thái sắc, mình không thích điều gì ở phụ nữ? Phụ nữ thì em nghĩ là ham chơi và đặc biệt là không hiểu biết. Điều đó là em sợ nhất. Dạ. Rồi, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân chút xíu. Em trai đi với ai? Em đi với em trai, em đồng nghiệp luôn. À, đồng nghiệp hả? Dạ, dạ. Chào em thấy bạn gái bên kia có hợp lý với đồng nghiệp của em không? Lời đầu tiên cho con xin chào chú Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, chào quý khán giả đang xem chương trình. Con tên là Thịnh, là đồng nghiệp của anh Sắc. Thì hai anh em cũng chơi rất thân kỳ lúc mà vào công ty tới giờ. Nói về bạn gái bên đây thì em thấy bạn gái rất là xinh xắn nha, dễ thương nữa, tính tình thì vui vẻ nè, thấy cá tính là rất phù hợp với anh rồi đó. Hôm là bạn gái anh, hai anh chị có cho nhau cơ hội tìm hiểu nhau hơn vậy đó. Em đi với ai Tiên? Dạ em đi một mình chị. Dạ. Thôi không sao, ở đây là mọi người sẽ cho em ý kiến nhiều hơn nữa, nhưng mà quan trọng vẫn là cái cảm giác của mình. Dạ. Bây giờ ta mở rào nha. Bắt đầu. Mở rào. Hôm nay em đi cũng là chuẩn bị sẵn một cái món quà. Thì chắc cái này là sở thích của em rồi. Thích ăn đồ ngọt đúng không ạ? Món quà này thì anh cũng gửi cái tâm tư vào đây là chúc em tìm một người đàn ông ngọt ngào y như cái bánh kem này. Dạ. Thì em thì có sở thích là đọc truyện. Truyện tranh này là của một tác giả Việt Nam. Thì cái bộ truyện này tên là 17 năm ánh sáng. Nó nói lên cái quá trình mà hai người theo đuổi nhau, một người theo đuổi một người còn lại, giống như là âm thanh mà theo đuổi ánh sáng gì đó. Thì em tặng anh, okay, mong là anh sẽ thích. Ừ, anh cảm ơn. Rồi, mình về ghế ngồi đi. Ta bắt đầu trò chuyện với nhau đi các bạn. Sorry, nãy giờ anh cũng hơi run một chút á, thành ra vẫn chưa biết được tên của em á, có nghĩa là không nhớ. Dạ, em tên là Mỹ Tiên á anh. Mỹ Tiên. Cô Tiên xinh đẹp. Anh cứ nhớ vậy đi. Thôi ta tính. Ok. Có bài hát Cô Tiên năm 2000 đó. Dạ đúng rồi. Em là học ngành cơ khí, là hiện tại là ra trường, gần ra trường đúng không? Dạ. Ủa là em Thủ Đức là đoạn nào ta? Ở đường nào? Bởi vì anh cũng ở Thủ Đức á. Em mới gần ngã tư MK anh. Thực ra là anh mới vô thành ra không À dạ. Vậy mà ông hỏi. Có nghĩa là biết là Thủ Đức là gần thôi, còn anh là do mới vào nên không rõ đường ở đây trong này lắm. Em có điều gì cần hỏi anh không? Anh thấy em có với anh không? Với anh không? Với, gọi chung là xinh đẹp. Vậy là mình đi làm rồi đúng không anh? Đúng rồi, anh xin làm. Thì anh có dành thời gian ra để ở bên em được không? Thực ra hiện tại là anh đang ở trong này một mình. Thì cũng muốn có một người phụ nữ buổi tối thì có thể là ngồi nói chuyện sau cái quá trình công việc bị áp lực hay gì đó, thì có cần một người tâm sự. Ủa buổi tối thôi, còn buổi sáng không được anh? Buổi sáng thì đi làm. Buổi sáng bà đi học bà ơi. Ôi, buổi sáng làm online luôn. Buổi sáng làm đi, làm gì có thời gian. Chỉ có cuối tuần thôi. Dạ. Hỏi bây giờ ví dụ sáng em muốn anh qua anh đưa em đi học, rồi mình ăn sáng rồi mình đi, rồi em đi học anh đi làm được không? Thôi ngại chị ơi. Quan điểm về hôn nhân gia đình của mỗi bên thế nào, trao đổi cho nhau nghe đi. Thực ra thì đối với em hôn nhân có nghĩa là người Bắc hơi có cái gì đó nó hơi giống như truyền thống một chút. Đối với em hôn nhân là cả đời, có nghĩa là mình sẽ sống với người phụ nữ mà mình yêu, là người vợ của mình sẽ sống cả đời với người đó. Ba mẹ em hôn nhân cũng tan vỡ nên là em cũng muốn có cái gì đó nó vững chắc một tí. Em cũng hơi sợ cái hoàn cảnh quá khứ nó lặp lại á. Em thì chủ trương của em là không cần quan trọng là bề ngoài như thế nào, nhưng mà chỉ quan trọng là người đó có cái tính cách mà mình yêu thích. Thì em có thể sửa đổi bản thân cho phù hợp với lại nửa kia. Còn những việc nửa công gia chánh nếu em không biết thì em có thể học và anh có thể chỉ em dần dần cũng được. Em có thể nói rõ cho anh là em thích người đàn ông tính cách như thế nào? Em thích người đàn ông tinh tế. Chữ tinh tế cũng có nhiều điều quan trọng lắm anh. Đúng rồi, chính xác. Thực ra thì anh cũng nói luôn là anh không tinh tế. Bởi vì là em hiểu là dân kỹ thuật có cái gì đó nó hơi khô khan. Dạ. Bây giờ bạn trai có thể hát tặng bạn gái một bài hát nào đó. Mình tới mình nắm tay bạn gái mình hát đi. Tiến tới. Dạ. Sau đây em xin hát ca khúc là Say You Do đi. Một đoạn là Say You Do nhé. Ta gặp nhau một chiều thu tháng 10, vì nụ cười ấy cho anh nhớ mong từng ngày. Đêm về nghe lòng thương anh mất rồi, tại vì mình còn trai phải làm sao. Anh rung dữ vậy anh? À rung lắm. Hơi rung một chút. Dạ anh rung. Hơi rung.
Em hát, hát lại đi. Hả? Em hát. Em hát đi, em hát lại đi hát. Em hát một câu thôi được không anh? À, ok. Em không là nàng thơ, anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ. Hết rồi, hết rồi. Mới nửa câu. Hay đó. Quên lời mọi người. Bây giờ hai bạn về chỗ nè. Bây giờ mình sẽ để tay mình nút bấm đi. The Great Wave Toshiba. Nếu chúng ta đồng ý hẹn hò thì chúng ta bấm ngay vào nút bấm đó. Bạn gái là một người còn rất trẻ nhưng mà ấy rất là năng động đó nha, bạn ấy rất là vui tính luôn á, cá tính nữa, chủ động luôn á, có sự cải thiện nhiều đó. Bạn nam này cũng là một bạn người nam rất là sâu sắc. Đúng rồi, bạn gái hài hước lắm đó. Hai bạn này đẹp đôi. Một, hai, ba. Rồi, chúc mừng các bạn. Đâu quá em, đâu quá em, bấm nhanh quá vậy, chờ nhanh vậy. Đâu em rất tự động mà, cái gì càng sớm càng tốt. Hãy nắm tay đi, chúng ta chính thức hẹn hò với nhau đó. Nếu chúng ta cố gắng thì chúng ta sẽ chăm sóc được mối tình này, nó sẽ đủ lớn. Gia đình của bạn gái cũng đang theo dõi chương trình đó, hãy nói vài lời với người lớn đi. Thì trước tiên cho cháu xin gửi lời chúc sức khỏe đến hai bác. Với em Tiên thì hy vọng bác có thể gửi gắm em ấy cho cháu. Cháu có thể chăm sóc, có nghĩa là trong cái quãng thời gian tới thì cháu sẽ cố gắng, nói chung là cho cái sự nghiệp của mình, để làm sao đó làm cái chỗ dựa vững chắc nhất cho Tiên. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép.